Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với series tóm tắt novel Mushoku Tensei trên Anime Wiki. Nối tiếp những diễn biến trong phần trước đó, sau cái hôm định mệnh phát hiện ra Fizz là con gái, Rudy vẫn chưa thể lấy lại cuộc sống bình thường của mình. Cậu uể oải thức dậy và cố gắng đánh thức anh bạn thân của mình, nhưng đáng tiếc là anh ta vẫn cứ ngủ say ly bi, bất chấp việc đã có dấu hiệu xuống núi. Thế là Rudy bắt đầu liên tưởng đủ mọi thứ liên quan đến Fizz, nhưng tèo thì vẫn hoàn tèo. Nhìn vào nó, cậu hiểu rằng có lẽ muốn đánh thức tên này thì phải tiếp xúc trực tiếp hay sao ấy. Nhưng có một điều không thể bàn cãi, Fizz chính là liều thuốc để chữa bệnh. Chắc công thức còn cần có mùi hương hay phải tiếp xúc trực tiếp gì đấy, thậm chí còn cần cả giọng nói nữa. Hitogami đã đúng, Rudy chỉ hối tiếc là sao cậu không sớm hiện ra thuốc chữa bệnh đang ở ngay trước mắt mình. Quan trọng hơn, đoạn đường tiếp theo phải làm sao đây? Giờ xử lý cái vị thầy thuốc đó như thế nào? Cậu không muốn làm bại lộ danh tính của Fizz và cũng không muốn vị senpai ấy ghét mình. Thực tế thì trước khi nhận ra Fizz là con gái, Rudy đã có kế hoạch nhờ senpai giúp mình chữa bệnh trong vòng 6 tháng tới. Vâng, chuyển sinh xong tôi nhờ vệ sĩ công chúa chữa bệnh liệt dấu cộng, đó sẽ là một tựa đề cực kỳ sốc cho mà xem. Không biết thanh niên sẽ áp dụng những phương pháp biến thái như thế nào khi nhờ một đứa con trai chữa cho mình cái bệnh đó, nhưng giờ thì kế hoạch ấy đã tan thành mây khói. Rudy hiểu rằng tình cảm của mình dành cho senpai đã quá lớn, nhưng vì để bảo vệ danh tính cho cô ấy trong quá trình làm cận vệ công chúa, Rudy quyết định sẽ giữ kín mọi thứ, từ việc senpai là con gái cho đến tình cảm của cậu. Thực tế thì thanh niên cũng sợ, cậu không muốn lặp lại những sai lầm như đã làm với Eris, như bộc lộ sự biến thái tà dâm của mình rồi bị Fizz bỏ rơi. Nghĩ đến đây, Rudy bật cười sảng khoái và bước xuống giường. Đêm qua cậu đã mất ngủ. Ừ thì chuyện đến quá bất ngờ mà, ai có thể giữ bình tĩnh được chứ? Quan trọng hơn, hôm nay khi rửa mặt và nhìn mình trong gương, Rudy cảm thấy cậu đã lấy lại được sự tự tin của một thằng đàn ông, hạnh phúc vô cùng luôn. Cơ mà nếu phải nhận xét một cách thẳng thắn, Rudy sẽ nói cậu không thích khuôn mặt ở kiếp trước lẫn kiếp này của mình. Kiếp trước thì nhìn vô là biết ngay sơn tự kỷ, còn kiếp này thì ôi thôi. Cái mặt đó là sự kết hợp giữa nét tà dâm fuckboy của Paul và điểm hiền lành của Janice. Nó không xấu nhưng lại hơi khác so với quan niệm đẹp ở thế giới này. Nghĩ đến đây, Rudy không biết liệu Fizz Senpai có thích khuôn mặt này không nhỉ? Thời gian cứ thế trôi qua, đã 2 ngày kể từ lúc sự kiện trong thư viện xảy ra, Rudy vẫn chưa gặp lại Fizz. Thực lòng thì cậu cũng muốn đi tìm, nhưng nếu làm vậy có thể khiến người khác nghi ngờ. Thế nên đến cùng thì cậu im lặng. Vào buổi sáng ngày thứ 3, Rudy tình cờ gặp Luke đang đứng ở sảnh ký túc xá nam. Chào buổi sáng, Luke senpai, hiếm khi thấy anh ở đây. Rudy nói trong khi đang cố tỏ ra hết sức vô tư, nhưng Luke vẫn thế. Cậu ta chỉ lầm lì lên tiếng rằng muốn nói chuyện về Fizz. Vấn đề này thì Rudy đã đoán được từ trước, nên cậu đã chuẩn bị sẵn vài câu trả lời. Tôi không biết gì cả nha. Hả, không biết là sao chứ? Đúng rồi, trong trường hợp này thì tốt nhất là nên giả ngu. Dựa theo giọng điệu của Luke, Rudy hiểu rằng anh ta đang muốn nói về chuyện đã xảy ra với Fizz vài ngày trước. Có lẽ là đang cố moi thông tin liệu cậu có biết chắc chắn về giới tính của Fizz hay không. Ừ, tôi biết tạm rồi, con chim đó thực chất là một cô bướm. Nhưng Rudy quyết định sẽ giấu kín mọi thứ cho đến khi Fizz tự thổ lộ ra. Hơn nữa, cậu cũng nghĩ rằng công chúa Ariane đang muốn che giấu điều này. Luke senpai, tôi không có ý định trở thành kẻ thù của các anh đâu. Tôi sẽ giả vờ như không biết danh tính của Fizz senpai. Giả vờ cậu không biết ư? Phải, tôi không có liên hệ gì với hai nhà Boreas và Notus. Nghe đến đây, khuôn mặt điển trai của Luke biểu lộ vẻ ngạc nhiên. Rudy tự hỏi, cậu nói gì không đúng hay sao? Rõ ràng, cậu đâu có liên hệ gì với nhà Boreas hay Notus. Vậy ra là vậy, xin lỗi đã làm phiền anh. Sau đó Rudy nhanh chóng lên lớp học. Kết thúc buổi học, cậu cũng đến phòng nghiên cứu của Nana Hoshi như mọi khi. Ô, Rudyoskun. Người lên tiếng là Fizz, cô ấy đang đứng ở trước cửa phòng Nana Hoshi như thể chờ ai đó. Theo lịch thì mọi người đã hẹn nhau 4 ngày nữa mới đến phiên Fizz hỗ trợ Nana Hoshi. Cô ấy làm gì ở đây thế? Rudy ngay lập tức nghĩ rằng, có thể senpai đến đây để xác thực xem cậu có thực sự giúp cô ấy che giấu giới tính không đấy mà. Sau khi chào hỏi xong xuôi, hai người ngại ngùng tiến vào phòng của Nana Hoshi. Nhận ra có sự khác lạ, Nana Hoshi lên tiếng. Sao vậy, hai người cãi nhau à? Không, chúng mình không có cãi nhau gì cả. Sao cũng được, nhớ đừng lôi tôi vào. Rudy hiểu rằng Nana Hoshi ghét thế giới này nên rõ ràng cô ta không muốn liên quan gì đến mấy chuyện tầm phào ở đây. Ngoài ra vì Fizz có quan hệ với vương quốc Asura nên Nana Hoshi lại càng không muốn liên quan. Ngẫm lại thì Rudy thấy dường như bà cô này không nói chuyện với ai khác ngoài cậu. Ok thôi, đó là cách sống của cô ấy. Nhưng không thể phủ nhận rằng kể từ khi Nana Hoshi chui vào cái phòng nghiên cứu này để vẽ các vòng tròn phép thì kỹ năng giao tiếp của cô ấy đã tụt giảm dần đi. Sau đó thì những thí nghiệm thường được tiến hành trong khi mọi người nói chuyện với nhau thì hôm nay đang im lặng hoàn toàn, thỉnh thoảng chỉ có tiếng tặc lưỡi tiếc nuối của Nana Hoshi. Vì như mọi khi, hôm nay tiếp tục là một chặng dài thất bại. Hai người vất vả rồi, Nana Hoshi mệt mỏi thông báo rằng thí nghiệm đã kết thúc. Trên đường trở về ký túc xá nữ, Rudy và Fizz cũng không nói lời nào với nhau. Cậu rất muốn bắt đầu một câu chuyện nhưng lại không biết nói gì bây giờ. Rudy cứ có cảm giác rằng nếu mở miệng ra thì ngay lập tức cậu sẽ nói mấy câu đại loại như cho anh xem ngực bé đi. Cứ thế hai người im lặng đến khu ký túc xá nữ. Hôm nay tự nhiên bên đó có tiếng ồn ào náo nhiệt. Rudy cũng trông thấy một đám đông ở trước lối vào. Có chuyện gì vậy nhỉ? Để mình đi xem sao. Fizz nói vậy và nhanh chóng chạy tới đó. Rudy nghĩ rằng có vẻ senpai cảm thấy ở đây không thoải mái. Sau một lúc chờ đợi thì cô ấy cũng quay về.
có vẻ như là có đánh nhau và họ sử dụng phép thuật. Có những cái lỗ trên đường và trần phòng. Các phòng ở tầng trên hiện đang không ổn định. Hả? Lẽ nào Arwen đang đánh nhau với ai đó sao? Thực tế Rudy chưa tiếp xúc với cô công chúa này, nhưng cậu nghĩ Arwen không phải thành phần như vậy. Xem ra lần này có chuyện gì đấy rồi. Vậy ư, nghe có vẻ sắc rối to. Ừ, cậu thấy đấy, xem chừng phòng của Arwen Sama cũng không ổn định. Mình ở chung phòng với người, làm nhiệm vụ vệ sĩ và ngủ ở đó. Vậy ư? Rudy ngay lập tức nhận ra lời giải thích của Fitz có gì đó mờ ám. Arwen Sama sẽ ở nhà một quý tộc trong thành phố tối nay, và quý tộc đó lại ghét tộc Elf nên mình không được phép đến đó. Thế nên, vậy ư? Một lần nữa, Rudy nhận ra rõ ràng Fitz Senpai không giỏi đóng kịch. Cậu hiểu rằng cô ấy kiểu như đang đọc kịch bản của ai đó thì phải. Có vấn đề gì trong chuyện này nhỉ? Sao Senpai lại che giấu nó? Quan trọng hơn là, có vẻ như mấy người biết sửa sẽ tới vào ngày mai, nhưng mình không có chỗ nào để ở trong đêm nay. Ồ, không được rồi, để em đi tới đó sửa nha. Vì chỉ có lấp mấy cái lỗ nên em đủ kinh nghiệm để sửa nó ấy. Hồi còn làm mạo hiểm giả, Rudy từng lấp vá trần nhà và tường nhiều lần nên cậu hoàn toàn có đủ kinh nghiệm. Nếu mọi việc ổn áp, Rudy nghĩ rằng cậu có thể hoàn thành việc sửa chữa trong khoảng hơn 1 giờ. Uế, mặt Fit bỗng nhìn giật giật. Nhưng mà, ý mình là tầng 3 cần phải được sửa lại bằng gạch kháng phép và chúng sẽ được đưa đến vào ngày mai, nên tối nay không thể sửa được. Vậy sao ạ? Rudy nghĩ rằng hình như Senpai vừa bị chuyện ra thì phải. Trần nhà là bằng gạch không phép nhưng đã bị phá bởi phép thuật, nghe chuẩn bài tấu hài ghê. Rudy nghĩ rằng trong trường hợp này, nếu cậu có hỏi rõ những điều kỳ lạ gì đã xảy ra thì Senpai cũng bịa thêm rằng có lẽ những cơn mưa đã làm suy yếu mớ gạch kháng phép đó. Với lại người ta sẽ không bao giờ cho phép một đứa con trai ở trong ký túc xá nữ đâu, đúng không? À đúng vậy ạ. Rudy cũng không nghĩ nhiều nữa. Cậu hiểu rằng hiện giờ Senpai đang có vấn đề ở ký túc xá, thế thôi. Cậu thấy đấy, Rurudioskun đang ở một mình một phòng phải không vậy? À vâng, hiện tại tình hình thế này thì anh ở cùng phòng với em nhá. Giường trên của em để trống suốt. Rudy nghĩ rằng dù sao giúp đỡ một senpai đang gặp khó khăn cũng là điều nên làm. Cậu cũng chẳng có kế hoạch đen tối như tấn công khi cô ấy đang ngủ hay gì tương tự đâu. Cùng lắm thì Rudy sẽ ngửi tấm chăn mà senpai đã đắp thôi. Để Fitz thoải mái, Rudy quyết định sẽ nhường lại phòng cho cô ấy. Còn mình thì sang ngủ với Janoba. Dù sao thì cái mùi vẫn ở trong phòng mà, từ từ hả hết sau. Được sao, thật ư, cảm ơn vì đã cho mình ở phòng cậu tối nay. Fitz nhanh chóng đồng ý với gương mặt hạnh phúc. Đó là lúc Rudy nhận ra hình như senpai đến phòng cậu để theo dõi thì phải. Cậu nghĩ rằng rất có thể sau vụ việc xảy ra ở thư viện, công chúa Arwen đã xem cậu như một đối tượng cần để mắt. Vậy nên để ngăn chặn gì đó mập mờ, cô ấy đã cử Fitz đi theo dõi. Khả năng này là hoàn toàn có thể xảy ra. Đúng rồi, nên suy nghĩ kỹ hơn thì có thể thấy đây cũng là lý do vì sao Fitz senpai lại tới phòng nghiên cứu của Nanoshi vào cái ngày mà không có lịch hẹn. Ừ, ok thôi, cứ quan sát và theo dõi thỏa thích nháy Arwen-sama. Để mình đi thay quần áo và lấy gối trước nhá. Trong khi nói vậy, Fitz đi vào khu ký túc xá nữ. Một lúc sau, hai người đã đến ký túc xá nam. Fitz căng thẳng bước vào phòng Rudy. Mời anh ngồi uống nước. Ồ, cảm ơn cậu. Cô ấy đỏ mặt khi nói như vậy. Em sẽ đi qua phòng của Janoba và dạy phép cho Julie. Anh có muốn đi cùng không? Mình không, mình sẽ ở lại đây. Mình không muốn làm phiền cậu. Vậy à, nhưng mà nếu có Fitz senpai ở đó, chắc Janoba cũng không thích lắm. Nói đến đây, Rudy tự hỏi. Ủa, chẳng phải đi theo dõi sao? À, rất có thể senpai đang muốn thám thính căn phòng của cậu. Cũng ok thôi, chuyện này không có gì to tát cả. Dù sao trong phòng Rudy chẳng có thứ gì nguy hiểm. À, có mấy bộ đồ chưa có giặt, nhưng cái đó quan trọng gì. Vậy em đi đây. Sau đó Rudy đến phòng Janoba. Hôm nay cậu sẽ dạy phép hệ đất cho Julie và hỗ trợ Janoba chế tác tượng rồng đỏ. Vừa làm, Rudy vừa nghĩ ngợi về Fitz senpai. Quả thực rất phấn khích khi cô gái mình thích đang ở trong phòng mình. Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu dặn lòng là tuyệt đối phải giả vờ không biết gì về giới tính của Fitz. Rudy biết từ lúc nhập học, cậu đã vô tình làm thay đổi cán cân quyền lực ở trường. Điều đó chắc chắn sẽ khiến Arwen cảnh giác. Thế nên dù cậu đã nói với Luke rằng không thù địch gì, nhưng họ vẫn phải nghi ngờ chứ. Đúng vậy, đó là lý do vì sao Fitz lại đến theo dõi. Từ đây, Rudy quyết tâm tối nay cậu tuyệt đối phải giữ chặt sự biến thái của mình lại. Hãy cứ giả vờ như Fitz senpai là con trai. Làm vậy sẽ chứng minh cho Arwen rằng cậu hoàn toàn bỏ lơ vụ giới tính của Fitz. Ha ha, thực là cao tay quá đi. Ừ thì nếu làm thế sẽ mất cơ hội nhìn lén Fitz senpai thay đồ hoặc cô ấy tắm. Nhưng mà không, tuyệt đối không thể có sai lầm nào được. Tối nay nhất định senpai phải ngủ ngon giấc. Trong lúc Rudy đang tự nhủ như vậy thì ở phòng của cậu, Fitz cũng trầm tư suy nghĩ. Sao giờ này Rudy vẫn chưa về nhỉ? Chắc sẽ khuya lắm cậu ấy mới về. Khi tự hỏi như vậy, cô ấy ghen tị với Janoba và Julie. Nhớ về khoảng thời gian ngày trước được học phép với Rudy cả ngày, Fitz cảm thấy thật hoài niệm. Cô ấy rất muốn được quay trở lại khi đó. Vừa chờ Rudy, Fitz vừa suy ngẫm về những bộ đồ sexy nhất của mình. Có những bộ đồ ngủ hở hang được Arwen cho, dù hơi rộng nhưng nó thực sự rất hoàn hảo. Hôm nay Fitz cũng không đeo kính râm. Luke và Arwen nói rằng một bộ đồ sexy và tháo chiếc kính râm sẽ tạo ra một kế hoạch hoàn hảo. Nghe này, Sylvie, Rudaskun đã nhận ra cậu là con gái và cậu ta có vẻ thích thú với cậu. Nên về cơ bản, cậu ta thích một cô gái bí ẩn, hiểu chứ?
Aaron đã nói như vậy. Nhưng thực lòng Fitz khó mà tin được. Dù đã gắn bó với nhau hơn một năm nhưng cô không nghĩ Rudy thích mình. Nói cách khác, chỉ có cô ấy đơn phương yêu chàng trai đó mà thôi. Nếu là một cô gái cậu ta thích, cậu ta chắc chắn sẽ mời cô ấy đến phòng của mình, phải không Luke? Đúng vậy, nếu là tôi thì tôi nhất định sẽ làm vậy. Đến đây thì Fitz quyết định tin lời của Aaron và Luke. Từ đó đã hành động theo chiến lược, căn phòng bị hư, Aaron phải ngủ ở nhà người khác. Tất cả chỉ là bịa chuyện mà thôi. Giờ kế hoạch đó đã thành công, chỉ còn một bước cuối cùng nữa, đó là... nếu cậu được mời đến phòng thì đó chính là tín hiệu đồng ý của cậu ta. Và tối hôm nay cậu sẽ đâm hoa kết trái với Rudeus. Cứ nghĩ đến cụm từ đâm hoa kết trái thì mặt Fitz lại đỏ bừng. Nhưng Rudeus đang giả vờ không nhận ra cậu là con gái đúng không, Luke? Đúng thật là cậu ta đã nói như vậy ạ. Về cơ bản, Fitz hiểu Rudy đã nhận ra mình là con gái và đang cố giả vờ như không biết. Cậu ta là một kẻ nhút nhát. Tôi tin rằng kể cả có trận đánh đêm xảy ra thì cậu ta cũng không có dũng khí để ra chiến tuyến. Và nếu cô ấy có can đảm thì sao? Nếu thế, nhiệm vụ đã hoàn thành và cậu có thể tận hưởng chiến thắng. Hãy nói với cậu ta rằng cậu là con gái và đây là bí mật giữa hai chúng ta, phải không Luke? Ok, hãy theo chiến lược đó. Đây là những gì Aaron, Luke và Fitz đã bàn bạc. Fitz cũng đang bám sát mọi thứ. Cô tin rằng một người đầy kinh nghiệm như Luke đã nói như vậy thì không cần nghi ngờ gì nữa. Nghe kỹ đây Sifi, Rudeus là một tên đần và vô tích sự, nên đừng để cơ hội này lọt khỏi tầm tay. Nếu cậu ta cảm thấy do dự không muốn làm tối, cậu ta sẽ từ chối trách nhiệm ngay, rồi sẽ phải mất thêm 6 tháng hay 1 năm hay 10 năm nữa để quay trở lại được điểm này. Đây là cơ hội ngàn năm có một của cậu đó. Nghe đến việc Aaron chê Rudy vô tích sự, Fitz cũng thấy khó chịu. Dù sao thì cậu ấy cũng là người hiền lành và sẽ không hành xử lỗ mãn như là tấn công trong đêm khuya đâu. Nhờ đấy Sifi, cậu phải nắm lấy cơ hội ngàn năm có một. Aaron cứ nhắc đi nhắc lại điều này. Lý do Rudeus không tấn công cậu là để bảo vệ bí mật của Fitz Senpai. Thế nên nếu cậu nói bí mật của mình ra thì cậu ta sẽ coi đó như là tín hiệu, hãy tấn công mình đi. Để chắc cú thêm, Luke đã bày Fitz thả thính Rudy bằng cách tung ra các chứng cứ mình là con gái và gửi đi những tín hiệu chí mạng như để quần chip trước mặt Rudy. Dù tên đó có đần đến mức nào thì cũng không thể không thấy nó được, đúng không? Và khi điều ấy xảy ra, lúc Rudy còn đang sửng sốt, theo kế hoạch, Fitz sẽ đến gần và giải thích rằng cô ấy chính là CVST từ làng Buna, sau đó thì thổ lộ tình cảm với Rudy. Để rồi chuyện sau đó thì cứ thuận theo chiều gió thôi, cậu ta sẽ lo từ A đến Z. Ok, chốt keo. Và thế là sau khi Rudy rời đi, Fitz đã tắm rửa rồi giặt quần áo cho Rudy. Sau khi kiểm tra trạng thái hoàn chỉnh của mình, cô ấy ngồi ở góc giường với mỗi bộ chip trên người. Thời tiết ở phương Bắc đang rất lạnh nên ăn mặc như thế này đã khiến Fitz hắt xì liên tục. Dù vậy cô ấy vẫn nhìn chăm chăm vào sân nhà, tưởng tượng vào những điều có thể xảy ra tiếp theo và chờ Rudy quay về. Cơ mà liệu Rudeus có thất vọng khi biết mình là siêu phi không? Chắc không đâu nhỉ, dù sao thì cậu ấy có vẻ cũng yêu Fitz mà. Được rồi, nhất định chuyện này sẽ thành công. Khi Fitz đang nghĩ như vậy thì tiếng gõ cửa phòng vang lên. Tại sao lại như thế? Làm gì có ai tự đi gõ cửa phòng của mình chứ? Fitz ngay lập tức nghĩ rằng có thể bạn của Rudy đã đến chơi. Thế là cô ngay lập tức mặc lại quần áo. Dù sao thì chỉ có một mình Rudy mới được biết Fitz là con gái mà thôi. Mình xin lỗi, Rudeus-kun. Rudeus-kun không có ở đây. Ế, em về rồi đây. Hóa ra Rudy là người gõ cửa. Ế, sao cậu lại gõ cửa? Trước khi vào một nơi có người, ta phải gõ cửa trước đã chứ. Phải rồi, đúng là vậy. Fitz cũng ngay lập tức hiểu rằng kế hoạch Aaron và Luke xây công gây dựng đang trên đà thất bại. Thế là đêm hôm đó, Rudy nằm giường dưới, Fitz nằm giường trên và không ngừng lo lắng. Lý do là vì Rudy chẳng có tí phản ứng gì khi thấy bộ chip cối để lộ liễu ở đó. Fitz nghĩ rằng có thể Rudy vẫn đang cảnh giác, dù sao cô ấy vẫn chưa tiết lộ danh tính của mình. Nhiều khi cũng tự hỏi, không biết Rudy là thành phần sắc sảo hay là đần nữa. Tuy nhiên, cô cảm nhận được là cô ấy đang muốn làm cho senpai của mình thoải mái và không phải lo sợ gì. Nhưng mà chớ trêu thay, vị senpai đó lại cứ thích được lo sợ và bị làm gì mới đau chứ. Tóm lại, chiến lược đầu tiên đã thất bại. Thế là Fitz tiến đến chiến lược thứ hai, một giải pháp cuối cùng có tên là bỏ đêm. Đây là một nghi thức từ phía nam của lục địa, một cô gái sẽ lẹn vào giường của chàng trai mình yêu và sau đó... sau đó thì có rất nhiều sau đó nữa. Phong tục này được coi là một phép tắc để thể hiện một cách mạnh mẽ về cảm giác của bản thân với người ấy. Nhưng Fitz không muốn Rudy xem mình là một cô gái dễ dãi, vì thế cô rất lưỡng lự khi thực hiện phương án cuối cùng. Quả thực khó xử, bỏ đi thì mất cơ hội, còn làm bò đêm thì cũng không ổn. Nhưng nếu lẻn vào giường của Rudy mà cậu ấy cứ đơ như cây cơ tiếp thì sao? Lúc đó lấy đâu ra lỗ mặt chui đây? Cậu có thể cảm thấy khổ sở đau buồn, nhưng dù sao ít nhất cậu cũng đã tiến được một bước. Đó là lời của Luke khi nghĩ về tình trạng xấu nhất là làm bò đêm thất bại. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Fitz quyết định không làm bò đêm mà làm bò sáng, tức là nằm phơi thân của mình ra chờ đến lúc Rudy tỉnh dậy vào buổi sáng. Cơ mà nếu nửa đêm tỉnh dậy thì càng tốt luôn, haha, quả là một kế hoạch thiên tai. Thế là vào buổi sáng khi Rudy thức dậy, cả đêm qua cậu nhận thấy Fitz đã cọ quậy rất nhiều và đi lên đi xuống giường liên tục. Thậm chí có lúc Rudy cảm nhận được senpai hình như còn đang đứng bên cạnh giường mình và nhìn chằm chằm vào cậu nữa. Lúc đó Rudy đã quay mặt nhìn vào tường và giả vờ ngủ. Suốt đêm qua cậu đã giả vờ ngủ. Lý do là vì Rudy phải cảnh giác, có lẽ Fitz senpai của cậu vẫn làm nhiệm vụ theo dõi vào ban đêm nữa. Thế nên Rudy quyết tâm sẽ không làm gì lỗ mãng. Kết quả là cả đêm nằm im đã khiến cơ thể cậu đau nhức.
Thêm quả phải giả vờ ngủ lại khiến cậu mệt mỏi. Sau đó khi quay sang nhìn giữa phòng, Rudy trông thấy senpai đang đứng đấy. Chào buổi sáng. Rudy-kun, chào buổi sáng, cậu dậy sớm vậy? Chúng ta đều thức dậy sớm. Giờ thì Fizz đã trở lại bộ dạng nghiêm túc như mọi khi, đồng phục với kính râm. Dù nhìn không rõ vẻ mặt của cô ấy, nhưng Rudy nghĩ senpai cũng thấy mệt. Có lẽ cô ấy đã không ngủ được một giây nào. Quả thực là senpai, một tình báo viên xuất sắc, thức trắng cả đêm để theo dõi cho đúng nhiệm vụ. Sau đó Rudy bước xuống giường, vệ sinh cá nhân và đi tập thể dục. Còn Fizz thì về chỗ của Arian. Nhìn thấy Fizz, Arian hiểu rằng kế hoạch đã thất bại. Đậu xanh rau má, Siphi dũng cảm đến vậy mà sao tên kia đần đến mức đó cơ chứ? Vừa khó chịu, Arian vừa nghĩ đến chiến lược tiếp theo. Cứ như thế Rudy đã thoát được kế hoạch giám sát mà cậu tự ảo tưởng của mình. Và video hôm nay cũng xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau của Anime Wiki.